Dạ chào anh. Dạ cô về. Đúng là mùa đàn hương năm đó rồi. Có phải là người đó không? Nếu phải thì tại sao anh ấy không nhận ra mình? 20 mấy năm rồi còn gì. Bản thân mình cũng không dám chắc đây là người đàn ông năm đó. Thì một người có cuộc sống giàu sang như ảnh làm sao mà nhớ được chứ. Nhưng mà mình có số điện thoại của ảnh rồi mà, vẫn còn cơ hội đi tìm hiểu chuyện này. Có chuyện gì nói tôi nghe. Chị Tư, nói cho tôi nghe để nhẹ lòng đi. Bây giờ chị đợi chút xíu nha, tôi mở cửa lấy ghế ra ngồi nói chuyện nha. Ngồi đây cũng được rồi. Chị ăn cái gì chưa? Để tôi nấu cơm ăn nghe. Hôm nay có cá đồng ngon lắm đó. Tôi nuốt không vô. Nếu chị muốn nói ra thì cứ nói, không muốn nói cứ giữ trong lòng cũng được. Tôi tôn trọng quyết định của chị. Có điều chị phải biết, mẹ thương anh nè, anh Bảo Tuấn nè, tôi và những người xung quanh đều rất yêu thương chị, quan tâm và sẵn sàng bảo vệ chị. Chị Tư, tôi mất hết rồi chị Tư ơi. Chiếc vòng đi là mình để dành cho Dạ Khê ngày hẳn đi lấy chồng. Còn cảnh đi là dành cho Nam Ô ngày hẳn xuất giá. Nam Ô ơi, chưa con ở mố răng con không về vậy mà. Chuyện của Nam Ô đã làm cho mình suy nghĩ rất nhiều.
Dường như lòng mình đã không còn vững chãi như ngày xưa nữa rồi. Từ trước đến giờ, mình thường dạy bảo các thành viên trong gia đình của mình là phải sống như thế này, thế khác, để đúng với truyền thống của gia đình, mà quên mất rằng cuộc sống là để sống, để trải nghiệm, không phải để chứng minh một ý kiến. Một suy nghĩ hay là một cách sống là đúng hay sai? Nam Ô ơi, mà đã yêu thương, bạc bọc con trong vòng tay của mình, và mà nghĩ rằng như thế là đủ. Mà không nghĩ rằng con cũng có những ước mơ chính đáng của một người phụ nữ. Điều con cần là một gia đình chính đáng của riêng mình, một hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng trọn vẹn, chứ không phải những vay mượn của người khác, phải không con? Mà đã quá ích kỷ khi muốn con trở thành một bộ phận gắn liền với gia đình của mà. Đã đến lúc mà phải trả lại cho con một cuộc sống độc lập, một không gian tự do, để con bắt đầu cuộc sống của riêng mình, phải không con? Mà có chuyện gì vậy? Không có chuyện chi mô con. Không có chuyện chi mô. Dạ, mà cô Tư mới vừa nhắn cho con, nói là Nam Ô đang ở bên nhà cổ đó. Cái gì? Nam Ô à mô? Dạ, Nam Ô à, mô. Nam Ô đang ở bên nhà cô Tư. Bên nhà cô Tư à? Ôi cháu ơi, con ơi, mà mừng quá. Chưa, con đưa mà qua bên nợ. Hí, mà, hí. Dạ, cô Tư nói là Nam Ô đang rất là khổ sở, không dám về nhà. Để cô Tư từ từ khuyên Nam Ô, rồi đích thân đưa Nam Ô về đây mà. Nhưng mà cô ấy còn nói là Nam Ô gặp chuyện gì không con? Dạ không, nhưng mà cô cũng có dặn là mà đừng có hỏi chuyện gì về Nam Ô hết. Để từ từ rồi cậu sẽ nói riêng với mẹ. Ừ, con ơi, con nói về cậu là mà đồng ý. Mà đồng ý, hiểu chưa? Dạ. Miệng là Nam Ô trở về với mẹ thôi, hiểu chưa con? Dạ dạ, con biết rồi. Bây giờ con đi đón Dạ Khê. Con biết Dạ Khê ở đâu rồi. Ừ. Ừ mà Dạ Khê ở mố? Đang quậy nát tan nhà anh Phin bạn của con đó. Người ta mới gọi điện thoại mắng vốn con nè. Ôi cha trời ơi, rắn mà rửa hè. Bây giờ làm rắn con. Thôi, mà cứ để con đi đón nó về nha. Ừ, con dạ. Đi nhanh lên. Ôi cha trời ơi, con nhỏ đi rắn rửa hè. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Ờ, có... Anh, đồ vô ơn. Đó, người ta thương cho, coi như là than thở trên mạng á, than là cô đơn, cho nên để nấu ăn xong rồi là nội là tại người ta. Thôi, cô đừng có nói nữa. Cô coi kìa, cô phá banh nguyên cái bếp nhà tôi kìa. Vậy mà bây giờ cô còn nói cái gì nữa? Đã vậy rồi, cô còn là bro. Chết tôi rồi.
tại em. Không phải tại em. Thôi, cô im đi. Nhìn mặt xám xịt của anh Phin là tôi hiểu tài nấu ăn của cô như thế nào rồi. Đi về, bà kiếm cô từ sáng tới giờ kìa. Em không về, em không về. Không phải là tại em mà. Trời ơi, thôi, thôi. Cô đó, cô đi về giùm tôi đi. Cô định hại chết tôi rồi cô mới chịu về hay sao? Tôi có lòng từ bi cho nên tôi mới nấu ăn cho anh ăn. Ăn xong không cảm ơn người ta mà còn đổ hôi cho người ta. Người đâu như vậy à? Người xấu xa, người rất là nguy hiểm. Anh ơi, mô không được rồi, không được rồi, không được mô. Cô có chuyện gì vậy? Nè, có chuyện gì vậy? Cô định làm cái gì vậy? Buông ra, buông em ra. Không được cô... là toilet đâu. Hả? Đấy rồi, đấy rồi. Ông coi đó, cô ấy nấu ăn kinh khủng lắm. Tôi ăn không được, cô còn ép tôi nữa. Tôi hiểu rồi, em tôi hiểu mà. Ông không có hiểu cái gì hết. Từ xưa tới giờ tôi đi bao nhiêu nước rồi, dù cho món ăn kinh khủng như thế nào tôi cũng ăn được hết. Đây là lần đầu tiên mà tôi ăn một món ăn cực kỳ kinh khủng. Cái món gì mà kinh khủng dữ vậy? Gà nướng Huế gia truyền. Ủa, cái món gì mà lạ vậy? Tôi mới nghe lần đầu đó. Món đó hả? Ông hỏi cổ đi. À, dạ, tôi, anh chết tôi nữa. Em nộ. Em nội rồi, mỏ ăn gia truyền nhà mình cho nên là người ta mới ăn. Chứ thực ra mỏ đó của em vừa mới phát minh ra. Trời, cô hay quá đi. Chi rửa, mới đi mà. Cái gì vậy? Trời, anh đi rồi, bây giờ tới tôi. Được, bây giờ tới tôi đi sao? Buông ra. Cô làm cái gì vậy? Xong rồi, bây giờ đi phụ nữ. Đi coi, đi vô. Dù này không phụ nữ phụ nam gì hết. Trời ơi, nguy hiểm lắm anh ơi. Nguy hiểm lắm anh ơi. Nè. Nguy hiểm lắm anh ơi. Trời ơi là trời. Dạ Khi. Chị Nam Mô à, ngày mai tôi có chương trình hay lắm, tôi mời chị tham gia nghe. Thiệt hả? Thiệt, chị tới đi. Giờ có đám ô xin tụi mình vui lắm. Bí mật nha. Nhớ nghe, nhớ cho tôi tham gia nghe. Đừng để tôi ở không tội nghiệp, tôi nghĩ bậy bạ. Vô đi. Vô đi. Nam Ô, con chào mày. Vô đi. Nam Ô, ôi cháu ơi, con về được như rửa là tốt rồi. Mừng quá, rửa là tốt lắm hỉ. Cảm ơn cô đã đưa vũ Nam Ô về nhà. Mà tôi mừng lắm. Dạ không có gì đâu anh. Nhưng mà anh với mẹ đi đâu vậy? À, có chút chuyện gấp, tôi với mẹ tính đi giải quyết. Cô Tư đi, cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn con. Dạ không có gì đâu mẹ. Anh Tuấn mới cảm ơn con rồi. Chú Nam Ô à, mai mốt nếu có đi đâu á thì nhớ nói với mẹ một tiếng nha. Dạ tôi hiểu rồi. Vậy thôi, mà ở nhà nói chuyện với cô Tư đi. Vì bây giờ có Nam Ô rồi, để con đi với Nam Ô cũng được. Ừ, thôi hai đứa đi đi hỉ. Dạ, đi đi. Chào mẹ con đi. Chào chị Tư. Con đi nha, cô ở lại chơi. Dạ. Bố trống uống trà sen về mẹ hỉ. Bà Tuấn á, mới mua trà sen, ngon lắm. Dạ. Đi hỉ. Dạ. Chúng ta đang mang một sứ mệnh rất là cao cả, giữ ấm cho ngôi nhà, hậu phương vững chắc để người chủ nhà yên tâm ngoài xã hội, lo cho công việc và thành đạt. Vỗ tay. Bén bén bén, đưa cho má cái nón con. Trời đất ơi. Nè má, ý có đứa con trai đẹp trai cứ đem ra mà khoe hoài à? Cháu quay vậy? Áo con bén. Tao mượn nó cái quần luôn đi. Quần để nó mặc. Vỗ tay. Vỗ tay. Chúng ta có những cống hiến, những đóng góp, để lại những giá trị nhất định trong sự phát triển của xã hội đang ngày một phồn vinh. Vỗ tay.
vỗ tay nè. Vỗ tay đã. Nhưng mà để làm tốt được công việc của mình á, thì điều cần thiết trước tiên chúng ta cần phải có là sức khỏe. Đúng. Yeah. Phải có năng lực. Đúng rồi. Phải có trình độ. Trình độ. Yeah. Và điều quan trọng là chúng ta phải có một trái tim nhân hậu. Nhân hậu để làm gì? Để coi gia đình của chủ như gia đình của mình. Hay quá. Ba của Huyền nói chuyện như là cán bộ đoàn á. Tại vì lâu lâu mới được nói nên phải làm lố cho nó vui. Ngày hôm nay được sự tài trợ của Tôm Mẫu Ni và Tôm Hoàng Đế. Bởi vì tôi nhớ đến con tôi, nó là Tôm Hoàng Đế. Vì nó giận tôi, nhưng dù sao thì hai mẹ con chúng tôi vẫn là tận tâm hỗ trợ các chương trình, trong đó có chương trình Oxin. Dạ, xin mời ngồi. Chúng tôi mạnh dạn mở cuộc thi để chọn ra được một Oxin xứng đáng với những giải thưởng đầy hấp dẫn. Và một điều quan trọng là Tôm Mẫu Ni cũng nằm trong ban giám khảo của cuộc thi nha. Và tôi xin hứa với mọi người là tôi sẽ rất là vô tư. Và cuộc thi của chúng ta là vận động, mạnh khỏe, không gian dối. Đúng rồi. Các bạn có để ý là thường các chương trình có các nhà tài trợ mà tài trợ cho chương trình là hay làm ban giám khảo lắm. Vỗ tay. Tinh thần của thể thao là không ăn gian, không chơi xấu và không nói xấu đồng bọn của mình. Ê, mà tại sao mà không được nói xấu? Bởi vì thua mà nói xấu nó kỳ. Không được ăn gian nha, bà đó, bà nè nè. Không có đâu. Nếu mà bị phát hiện á, là kỷ luật nã. Đúng rồi. Và Tôm Mẫu Ni rất là mong vận động viên là Oxin á và mọi người ủng hộ để cho nhà tài trợ làm tròn cái sứ mạng của mình. Và xin cảm ơn mọi người. Vỗ tay. Dạ bây giờ cuộc thi xin được phép bắt đầu. Chuẩn bị chạy. Khoan đã, cho con tham gia với. Cho con thi chạy. Ai nữa? Ai? Trời, đây là cuộc thi dành cho Oxin mà. Con không cần giải thưởng, con chỉ muốn thắng một người thôi. Thắng em nè Kinh Long. Ý lạ nè Kinh Long ơi. Thắng ý em. Ý lạ. Bình tĩnh, ý lạ. Có ai phản đối Kinh Long tham gia không? Không phản đối. Đồng ý luôn Kinh Long. Rồi bây giờ mọi người chuẩn bị vô dạch xuất phát. Sẵn sàng. 1, 2, 3. Yeah. 1, 2, 3 là chạy nha. Dạ. Rồi khởi động tiếp đi. 1, 2, 3. Yeah. Người đời vẫn luôn chê bai. Tôi thương tôi, nghe bao tiếng chê cười. Cuộc đời này có ai thương tôi? Hay chỉ là những con lớn ta hoang? Nhìn riêng tôi vẫn mãi yêu người. Nhưng riêng tôi thì tôi vẫn là tôi cùng ngày thôi.
da mệt quá. Đáng lời. Câu cuốn em tin yêu mãi. Không ai, không ai, không ai xóa đi được. Không mà nghe thôi nha. Nghe tướng quá à. Trời. Nè. Trời hiểu luôn kìa. Đây không có thể được. Nghe lúc nhỏ. Dạ mời mẹ Biển. Dạ bữa nay là con làm cái phần trang trí. Trang trí cho con cá nó đẹp không? Dạ, dạ, mời nhà tài trợ. Cảm ơn. Dạ, mời cậu. Dạ, cảm ơn Vũ. Trông ngon nhỉ? Ngon. Ngon, ngon. Ngon chị. Cảm ơn. Chúc mừng chị nha. Tiếp theo, sáu mặt sầu. Dạ, mời má. Con làm món gà chiên nha má. Cảm ơn chị Nam Môn nha. Nhìn hấp dẫn quá. Mời cậu. Ngon. Cảm ơn, cảm ơn. Chị Tư. Thì tôi yên tâm rồi. Lúc nào bà nói ăn cũng ngon nên tôi khỏi thử luôn. Dạ, cảm ơn, cảm ơn. Ăn thử đi, tôi nấu nè. Thôi thôi. Sao hả? Riêng con, má sẽ trao giải riêng cho con nha. Dạy nhất con nói thôi, gì nữa. Thôi con khỏi thi hả má. Riêng đây con tôi chấm nó dạy nhất luôn. Khỏi thử. Rồi xuống đi con. Dạ. Trời ơi. Tôi đậu ơi. Khỏi thi. Biết sao không chị? Để mấy chị ăn á mất công mấy chị chê tội nghiệp tôi lắm. Má, ăn thử của con đi má. Má của tôi đã chấm. Sao mặn quá vậy? Hả? Gì vậy? Mày theo con muốn riết mày chết à. Sao chị? Mặn ngực cay. Mày ăn. Cái gì ba người chơi hết vậy trời? Có vấn đề. Ôi trời ơi, trời đất ơi. Hả? Sao mà nấu dở dữ vậy? Tại vì mày đi với con muối riết rồi nấu ăn kỳ quá à. Hai đứa dở đều như nhau. Đi vô. Yêu con muối hèn gì nấu đồ ăn mặn. Đi nè. Nói phiền con. Rồi bà đi cẩn thận đàng hoàng lại cho tôi. Cứ đi từ từ. Rồi lên đó đi. Con lộn. Con tưởng là thi hoa hậu. Mẹ biển, mẹ biển. Chấm chút con. Được, được. Đơn giản. Dạ. Đơn giản mà nhiều ý nghĩa. À, hình dạ, trước là xinh đẹp. Dạ, giới tính là luôn, món ăn cũng là luôn. Dạ. Kem miếng rau, nhà tài trợ. Kem rau. Dạ, ngọt, dạ ngọt. Dạ, cảm ơn nhà tài trợ. Ô kìa, tráng sĩ. Em tên ý lạ đúng không? Dạ. Món ăn rất lạ. Dạ. Vì tư thưởng cho con giới. Mà trong nó lạ mà ngon ta. Trời ơi, vì tư khen là được rồi. Yeah. À, đoạn giải rồi. Nếm không là cái mùi nó ngon rồi. Gửi quá đi. Kiên kiên kìa phải không? Trời ơi. Ăn đi. Thấy còn mắt không? Tới đâu biết ngon à. Tôi thích ăn cái đầu. Ăn đầu đi, ăn đầu đi. Thơm quá. Ê, sao vậy? Ngon vậy? Quá. Ngon quá, ngon quá, ngon quá.
À, ngon. Thôi từ đây tao ăn thử cho. Mày đối. Biết sao không? Dạ. Trước sau gì á, thằng này nó cũng khen nhỏ này à, nên thôi. Rồi, cảm ơn con nha. Quá, nhưng ngon, mà ngon, quá, ngon công ngon, nhận nhỏ này nó ngon, ngon, ngon xuất ngon. Sắc à. Người thì đẹp mà nết cũng giỏi. Rồi rồi, còn ai không? Hết rồi thì vỗ tay. Vỗ tay. Rồi, bây giờ tới lúc chấm điểm nha. Má, má, con. Trời đất ơi, con á là giải thưởng riêng của má. Đầu tiên, mời má Biển. À, thằng Biển á ở nhà là nó nấu rất là ngon, nhưng mà nó theo con muối riết rồi sao thì không biết nữa. Con thi mà mẹ chấm là sao? Kỳ cục quá à, không có công bằng gì cả, như vậy là không được. Nhưng mà hôm nay nó nấu dở thiệt mà chị. Dở lắm, dở. Thì thành ra thôi, thì bây giờ phải chấm cho là Trần Thị Thiên Tơ. Trời ơi, đẹp người đẹp nữa. Tơ, chúc mừng bà nha. Chúc mừng nha. Gì? Ơi chị. À, tôi thì phải nói là con bé Tơ nó hiền, nó đẹp, nó dễ thương. Mà không biết là mấy cái cô mà đẹp đẹp, dễ thương, chả biết nấu nướng có giỏi hay không. Qua cái chiêu con cá nhưng là biết rồi. Qua cái cuộc thi này ấy, tôi thấy con cá, của Tơ làm ấy tuyệt vời. Ngon số 1, tôi chấm điểm cho Tơ. Rồi, tới Kinh Long. Dạ, hồi nãy giờ thì con cũng thử rất là nhiều món rồi. Ai cũng nấu ăn ngon hết. Nhưng mà bản thân con thấy người xuất sắc nhất cuộc thi nấu ăn ngày hôm nay đó chính là... Thôi, để Tư nói cho. Nhìn cái mắt mày là tao biết nói ai rồi. Sao vậy Tư biết? Người từng trải mà. Để Tư nói giùm cho luôn đi. Thiên Tơ đúng chưa? Dạ. Rồi bây giờ giải nhất cuộc thi nấu ăn ngon là thí sinh Trần Thị Thiên Tơ. Bà đẹp bà tài quá hả? Sao giỏi quá à. Ơi mọi người ngồi xuống. Quý vị có thấy những hoạt động vừa rồi của xin vui không? Vui. Vui thì vỗ tay. Vỗ tay. Ông bà mình dạy rằng đừng mơ mộng làm được việc mình thích, mà hãy yêu thích công việc mình đang làm. Nếu mà bạn yêu thích và biến công việc làm ô xin thành một công việc có ích cho xã hội, điều đó có nghĩa là các bạn đang sống và cống hiến thật là xứng đáng. Sao rồi, thấy được chưa cô nương? Trời ơi, sao mà thuyết phục được dì Tư của Quyền tham gia làm chương trình vậy? Công việc của bà đáng ý nhẹ à. À, có cơ hội quảng cáo để cho mọi người biết tới trung tâm môi giới của bà. Thì tội gì bà không làm, nhiều bên cùng có lợi mà. Nè, công nhận nha, càng lúc càng thấy mày lợi hại đó. Tao dám bỏ tiền ra mua Đức Lão Bảnh thì còn nhiều trò hay ở phía trước. Phim còn dài, còn nhiều tập, còn nhiều trò hay đó nha. Yeah. Dạ cô hai, mời cô hai uống nước cam. Tôi không uống. Dạ, dạ cô hai uống miếng cho khỏe đi cô hai. Tôi nói tôi không uống. Cô hai uống miếng giùm tôi chứ, để tôi cầm xuống dưới còn nguyên xiên vậy, ông chủ uống rầy tội nghiệp tôi. Tôi đã nói là tôi không uống. Vậy thì thôi tôi để đây, chừng nào cô hai muốn uống thì cô uống nha. Tôi đã nói là tôi không uống mà. Nhìn bà thấy ghét rồi. Cái gì? Bà miếu bà khóc hả? Bộ tôi nói quan cho bà lắm hả? Dạ không có, tôi đâu có khóc đâu. Tại cái mặt tôi nó vậy chứ tôi đâu có khóc. Thôi cô hai nghỉ ngơi, tôi ra ngoài. Nè. Dạ. Vô đại biểu coi. Thấy chưa? Mới thấy khóc rõ ràng nè. Dạ không có.
Bà làm gì vậy? Bà cười. Cười mà mặt vậy hả? Dạo này đám ô sin của bà ghê lắm ha. Còn mày đặt tổ chức thi thố này nọ nữa. Ủa bà được giải gì vậy? Giải hoa hậu hả? Dạ đâu có đâu. Vậy của Quyền nói là tụi tôi đi thi thì ai cũng có giải hết. Nhưng mà giải hoa hậu không phải tôi. Hoa hậu là con tơ á. Thì thi với mấy người như bà thì nó mới được giải hoa hậu thôi. Còn bày đặt phỏng vấn này nọ rồi đăng lên trang cá nhân, không biết nhục. Dạ đâu có nhục. Vui lắm cô hai. Thiệt. Cô biết không, có mấy người không phải là ô sin mà cũng đi thi với tụi tôi luôn á. Thì chỉ có mấy người điên mới đi thi thôi. Đâu có điên, tỉnh lắm. Giống như cậu Kinh Long á, cậu cũng đi thi mà. Mà cậu tỉnh táo bình thường, đâu có điên gì đâu. Cái gì? Anh Kinh Long cũng đi thi nữa hả? Dạ. Trời ơi, đúng là điên hết rồi. Điên hết rồi mà. Điên hết rồi. Nè, nếu như mà không muốn tôi đuổi ra khỏi nhà đó thì bà dẹp luôn cái mặt sầu của bà đi. Có ừ. Cái gì mà bề bộn dữ vậy nè. Anh à, nấu xong cháo rồi nè, ngồi về ăn được không hả? Thôi, tôi không ăn cháo gà đâu. Đâu có nấu cháo gà đâu, nấu cháo thịt heo, bỏ vô hành, ăn giải cảm. Ráng ngồi dậy ăn đi. Ăn được không? Ơi, sao mà bề bộn quá vậy nè. Ngon quá. Ngon thì ăn đi. Trời ơi, sao mà bỏ tùm lum tà la vậy nè. Ơi ơi, bộ chưa có vợ sao mà bỏ đồ bề bộn vậy nè. Trời ơi, cô không thấy sao? Bệnh hoạn cũng phải nằm một mình nè. Nếu có vợ thì có người chăm sóc rồi, chứ đâu có phải cực thân như vậy. Đó. Trời ơi, ta nói quá trời quá đất, coi nè. Nãy anh nói gì không nghe rõ, không hiểu anh nói gì hết trơn á. Tôi nói á, nếu như mà tôi có vợ thì được vợ chăm sóc nấu ăn rồi, chứ đâu phải cực khổ gì đâu. Không biết anh nói gì luôn á. Còn ấy thì sao, có gia đình chưa? Chưa. Không có gia đình chắc là buồn lắm. Đằng ấy có thấy vậy không? Nhưng cái duyên cái số mình phải chịu thôi anh ơi. Buồn cũng thay đổi được gì đâu. Chưa chồng, nhưng mà chắc chắn đằng ấy có người yêu rồi đúng không? Không trả lời có nghĩa là có người yêu rồi nhỉ? Yêu ai? Tôi sống con mình hả? Tôi hỏi câu này nha. Từ hồi đó tới giờ đằng ấy có yêu ai không? Yêu ai? Mặt mũi tôi xấu xí nghèo hèn vậy, ai yêu tôi ông ơi? Tôi thấy cô vừa có duyên mà lại còn chu đáo nữa. Tôi chắc chắn á sẽ có nhiều người theo lắm á. Tin tôi đi. Trời ơi, ăn cháo mà ra mồ hôi là giải cảm á. Tôi lấy giấy cho chùi nè. Cảm ơn. Đằng ấy chu đáo quá. Ghét quá. Bộ tao có tên sao kêu đằng ấy hoài vậy? À, xin lỗi nha. Đằng ấy em tên là gì? Em tên Nam Ô. Ồ, cái tên Nam Ô nghe đẹp quá. Vậy hả? Hình như trong âm nhạc Việt Nam có một bài hát tên Nam Ô đúng không? Em cũng không biết nữa, có không? Bài à, hình như là... À nhớ rồi. Bài gì? Ngựa ô ô ý a ngựa ô ô. Ừ.
Nhiều quá. Dạ Khê. Ô, mà mà làm chi rửa mà làm con hết thô. Con đi đâu đây? Được coi. Mà ôi cháu ơi, đồ ăn mày đem đi đâu đây? Con mang sỉ đồ ăn trên phim. Ôi trời ơi, con ơi là con. Nè, thứ nhất á là tại vì làm chuyện lén lút nên mày hết hôn. Còn thứ hai á, con ơi là con. Đưa đây. Con không biết xấu hổ răng mà con mò tới nhà người ta rửa. Thôi, vô nhà lên phòng ở yên đó cho tôi. Khi mối mà tôi cho ra thì mới ra, hiểu chưa? Thôi được rồi, bị trừ á, vô nhà. Mà ơi, mà nội chứ sẽ đánh ngang tay ra một nhốt con trong phòng. Thì tại vì á, con là phụ nữ thì con phải thiêu thùa máy vả nấu nướng. Thì đàn ông á, người ta để mắt tới, người ta thương, người ta quỷ. Chứ á, con đéo bám như thế thì người ta sợ, người ta trộn, người ta tránh. Thì lúc đó con chỉ mang nhục thôi, hiểu chưa? Đi vô. Nhục gì mà nhục? Rửa mày là tình yêu ấy. Ôi thôi, không có tình yêu chi hết á. Đi vô, đi. Đi. Không ơn. Trời ơi, đi vô. Không ơn. Trời ơi, răng con đi lì rồi. Đi vô giùm tôi. Nhìn cái chi mà nhìn. Trời ơi, gì vậy? Trời ơi, Dạ Khê. Giận gái người ta, cái đầu tôi đâu phải là cái thớt đâu. Đi vô. Cái đầu ta đâu phải là cái thớt đâu mà giận gái chém thớt vậy. Thôi con, con biết tạnh hẳn rồi. Nghe, con đừng giận. Thôi con. Mẹ thấy ok ăn hiếp con. Mẹ biết là con nợ. Hẳn ăn hiếp con hoài thôi. Thôi nín đi con, nín đi. Trời ơi, đi vô. Mày nghe lời không? Đi vô. Mình nhìn cái gì mà nhìn? Thôi con. Ai kêu cửa kìa con? Để con ra con mở cửa coi. Ai ra đi, ra mở cửa giùm mẹ hỉ. Tao hại nghiếp tao hoài à. Cái đầu tao thời cha thời mẹ cũng quýnh đầu tao hoài à. Tồi chứ nó quả đi. Ai hỏi rồi con? Mẹ, ở ngoài cổng á có mấy phóng viên. Họ nói muốn phỏng vấn mẹ hỏi vụ của ông Tơ á. Họ đứng ngoài cổng, họ chờ á. Bây chưa á, con ra nội với họ là mẹ không có ở nhà. Hí? Mà mà không tiếp mà để con. Mẹ đi ra, mời người ta vô đây cho tao. Trời ơi, cái con đi vô. Biết gì mà nói. Đi vô. Mà Đi à. Đi vô không? Mẹ, hồi nãy con lỡ con nói có mẹ ở nhà rồi. Bây giờ ra nói không có, kỳ quá à. Ta tin con không? Ừ. Thôi, chứ con nói như gì? Con ra nói là mẹ không được khỏe, mẹ không hầu chuyện được, hiểu chưa? Dạ. Còn chuyện con Tớ á, thì con nói khéo vài câu, như rửa là được rồi, hiểu chưa? Dạ. Không được nói nhiều, nói dài quá, suy diễn ra, họ không tin mình, hiểu chưa? Dạ. Thôi, đi con. Biết chí mơ mà hẳn trả lời. Mà để con. Con đi kỳ quá. Đi vô. Đi không mà... Đi vô. Ôi trời. Đây, mời mọi người vô đây. Đó, cái khu vực này á. Dạ. Là chỗ mẹ ngồi đàn. Dạ. Rồi á, Tơ ngồi nghe. Dạ. Ai muốn chụp thì chụp đi. Chụp xong rồi đi theo tôi qua bên đây nữa. Dạ. Rồi đi qua đây. Đây nè, đây là chỗ ông Tơ nó quét sân á. Quét chỗ này nè. Đó, chụp gì chụp đi, rồi đi theo tôi. Đẹp không? Thấy không? Dạ. Nhà của mẹ đẹp không?
Nè, chỗ này á là chỗ con tơ nó phơi phấn nụ nè. Đó, chụp hình đi, cảnh đẹp quá mà, chụp đi. Đó, còn nhà bên đó đó là chỗ con tơ nó bị ok quýnh. Dạ. Trời ơi, tại ác cảm với nhỏ dễ thương muốn chết hà. Dạ. Chụp hình đi. Nè, chụp hình đi, chụp hình tôi đi. Hê, chú yêu tơ. Qua đây chụp nè. Dạ. Qua đây chụp cho đẹp nè. Qua đây nè. Chỗ này nè. Ừ. Chụp đi. Tơ, chú yêu con. Sao có đau không? Có bị trúng ở đâu không? Dạ không. Cô hai thì cô ném chỗ này thì tôi né chỗ kia. Hay cô ném chỗ kia cái tôi nhảy qua chỗ khác. Dạ không sao đâu ông chủ. Tôi đứng ở ngoài tôi thấy hết đó. Nhưng mà tôi biết cái tính của con này. Nó nóng thì phải để cho nó xả hết. Cũng may là Sáu không có làm sao. Chứ nếu không á, tôi cũng không biết phải ăn nói làm sao. Dạ tôi hiểu mà. Tôi đâu có dám trách gì thơ đâu. Với lại ông chủ đối xử tốt với tôi. Tôi có trầy xước chút xíu cũng đâu có ăn thua gì. Dạ mời ông chủ ăn cơm. Ông chủ, bữa nay mấy cái món này tôi học theo trong phim. Ông ăn có vừa miệng không? Dạ. Ông thấy như sao? Ngon. Cô Sáu nấu cái món gì tôi thấy cũng ngon hết. Dạ, cảm ơn ông chủ. Vậy ông chủ ăn hết chỗ này đi nha. Tôi có để dành cho cô hai rồi. Ngồi ăn với tôi luôn đi. Ê, dạ thôi. Dạ tôi không dám. Ở đây có hai người, không có ngại gì hết á. Ngồi ăn đi. Dạ, không phải là tôi ngại, mà bị gì tôi... Ông chủ ơi, bữa nay tôi có công chuyện, ông cho phép tôi về sớm chút nha. Việc gì? Tôi đi ăn tiệc. Đi đâu? Dạ tôi đi ăn tiệc. Dạ, dạ thiệt tình là bị từ nào tới giờ á. Thế mà có tiệc tùng là ông xã tôi không dành đi không à. Ông không có chở tôi theo. Thành ra là bữa nay tôi... Ông cho tôi về sớm á. Tôi sửa soạn cho nó đẹp đẹp một chút. Có thiệt không? Dạ thiệt mà. Tôi không có gạt ông đâu. Chỗ đó có xa không? Dạ gần sệt à. Tại vì cái này là tiệc là cái đám oxy tụi tôi hùng tiền vô làm bữa cho nó vui. Chứ tụi tôi đâu có tiền đâu mà mướn nhà hàng khách sạn sang trọng gì đâu. Vậy tôi đi được không? Ê trời, không được. Trời ơi, ông chủ là người cao sang, sao mà ông chủ tới mấy chỗ thấp hèn của tụi tôi được? Sang hay hèn á là do cách của mình nghĩ thôi. Nếu mình thích á thì mình cứ đi. Không cho tôi đi, tôi đuổi việc. Dạ, nhưng mà... Chờ tôi chút, tôi chở đi. Dạ con chào chú. Dạ con chào chú. À chào dạ. Cháu à, mấy hôm nay công việc ổn không cháu? Dạ rất là tốt chú à. Khách hàng đông hơn rất nhiều. Các gói dịch vụ cao cấp cũng bán được nhiều hơn mọi khi. Tốt lắm.
À, dạ mời nhớ chị. Quan tâm bồi dưỡng cho anh em nha cháu. Dạ, dạ con mời chú. Đừng để mấy anh em làm nhiều mà không có thu nhập thì tội nghiệp dạ. lắm. Dạ, dạ có ông chủ biết thương nhân viên như chú á, thì tụi con làm hết mình cũng không tiếc công. Vậy thì bữa nay mọi người giúp giùm cho chú một việc. Dạ, bất cứ chuyện gì tụi con cũng làm hết mình vì chú thôi à. Bạn của chú á thì cổ đi dự tiệc tối nay, nên chú đưa cổ tới đây nhờ các cháu trang điểm cho cổ trở thành một người phụ nữ sang trọng và đẹp nhất trong buổi tiệc, được không cháu? Dạ chắc chắn là được ạ. Chú muốn tụi con làm gì cũng được hết. Nếu như mà nhân viên không làm cho bạn chú hài lòng thì chú cứ phạt hết đi. Mấy chị ơi, ra đây giúp em tí nè. À, chào các cháu. Dạ, chào chú. À, đợi chú một lát nghe các cháu. Dạ. Chú Cẩn tính đưa bạn chú tới đây để nhờ chị em mình trang điểm sao cho thật là lộng lẫy. Chị em mình phải cố gắng làm hài lòng ông chủ nha, nhớ chưa? Yên tâm đi sếp, nghề của tụi chị mà. Chuyện nhỏ như vậy mà làm không được hả? Chắc bỏ nghề luôn á. Bộ bạn gái của chú Cẩn hả sếp? Cũng có thể, biết đâu được. Vậy cũng có thể là bà chủ tương lai rồi. Bảo đảm á, em sẽ làm cho chú hài lòng. Sáu bình tĩnh nha, spa này là của tôi mà. Dạ. Chào chị, tụi em sẽ trang điểm lộng lẫy cho chị như... Dạ. Sao vậy? Dạ. Có vấn đề gì không hả cháu? Dạ dạ, không có vấn đề gì hết chú ơi. Dạ mời chị vô đây. Sáu ngồi đi. Mời chị ngồi. Bà này sao làm được trời. Mặt vậy sao trang điểm lộng lẫy được đấy. Tụi em thấy làm sao? Bó tài. Hồi nãy chú có nghe đứa nào nói là làm không được sẽ bị trừ tiền? Dạ được, chắc chắn được, không có gì đâu chú à. Dạ dạ được, dạ được, dạ được. Dạ. Dạ được. Mấy chị cố gắng nha, không là bị trừ tiền đó. Lẹ dạ. Lên. Dạ dạ. Chị lẹ lại cho chị em chị. Tôi đã trả mấy triệu đồng một tháng để Google đưa thông tin của tôi lên hàng đầu, và tờ báo của các anh cũng quảng cáo với giá đắt nhất. Vậy mà trang web của chúng tôi không có bao nhiêu lượt người truy cập. Làm việc không hiệu quả như vậy thì tôi còn tiếp tục nhờ mấy anh quảng cáo làm gì nữa? Tất cả những gì bên tụi em đã hứa với anh đều đã thực hiện. Thông tin quảng cáo bên công ty anh đều nằm ở vị trí đặc biệt. Còn việc khách hàng không quan tâm. Cậu nói vậy là sao? Diễn viên đóng những quảng cáo toàn là những vedette, thì làm gì có chuyện không có gì để quan tâm. Diễn viên, ca sĩ, vedette bây giờ nhan nhản trên các mặt báo, trên mạng, có gì để quan tâm chứ? Vậy thì theo cậu, người ta quan tâm tới vấn đề gì? Tất cả những gì gây sốc. Không cần mới, không cần hay, chỉ cần lạ và độc. Lúc mà nhận hợp đồng quảng cáo thì ai cũng hứa hẹn đủ điều. Còn bây giờ lại nói khác đi, tôi thật không biết làm sao nữa. Em không tin. Bây giờ em muốn bêu xấu tơ thì đã quá muộn rồi. Bây giờ tất cả các mặt báo đều lên bêu xấu tơ, chỉ làm cho cổ càng nổi tiếng mà thôi, chứ không có cách nào mà xóa được hình ảnh của cô ấy trong lòng công chúng đâu. Nó chỉ là một con ô xin, chứ đâu phải là công chúa hay hoàng hậu gì đâu mà chúng ta nói không được. Bây giờ em thử ra đường hỏi công chúa Thái Lan là ai, công chúa Miến Điện là ai, coi có ai biết không. Chứ mà nói về tơ ô xin thì mọi người đều biết. Biết tới cổ là một cô ô xin, đẹp hơn hoa hậu, giỏi giang, tài năng, hát hay. Em mà càng đụng tới cổ, em càng bị ném đá mà thôi. Em không tin là bây giờ nó lại ghê gớm như vậy. Chỉ cần em bỏ tiền ra thì không chuyện gì là không thể làm được. Em sai rồi. Mà kể ra tơ cũng phải cảm ơn em, bởi vì em đã chịu bỏ tiền ra tạo sự can đan cho cổ. Anh nhắc cho em nhớ, bên cạnh tơ còn có một quản lý rất thông minh và sắc sảo. Em mà còn đụng tới tơ
em sẽ nhận được một thất bại nặng nề. Ngày xưa cũng chính anh nhận tiền của tôi để nó xấu con tơ. Bây giờ nó cho anh bao nhiêu để anh trở về với nó vậy hả? Anh nói đi, nó cho anh bao nhiêu tôi sẽ cho anh gấp đôi. Tiền á thì ai mà không thích, nhưng mà tiền của em mắc cổ lắm. Tơ chẳng cho anh bao nhiêu, nhưng mà lợi nhuận từ thông tin độc quyền của cổ rất là cao, anh không thể bỏ qua được. Tối nay tơ sẽ đăng quay qua Khôi Oxin tại quán bar Tôn Hoàng Đế. Nếu mà em có rảnh, tới chúc mừng cổ nha. Anh đúng là đồ. Em muốn gì? Nếu như em mang qua tới chúc mừng thì được, chứ đừng nên quậy tơ. Bởi vì tiếng tăm của Tôm Mẫu Ni đã lừng danh trong chốn giang hồ rồi đó. Anh nhắc cho em nhớ. Chào em. Thôi xin phép em về. Khoan đã, con ngồi xuống đi. Bây giờ tôi có chuyện muốn bàn với cậu. Nói như vậy để cho mấy người đừng có vi phạm thôi. Vậy giờ anh muốn sao? Chỉ muốn các anh biết điều một chút. Tụi mình làm cùng nghề với nhau mà, phải hiểu nhau chứ. Thôi mình về đi. Đi. Và kính thưa quý vị, để không làm mất thời giờ của quý vị tại căn phòng này, xin mời quý vị thưởng thức một bài hát tin, hot và hit. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay dành cho bài hát. Chuẩn bị sao mà ngồi không như vậy chứ, làm gì giờ? U chao là trời, bà Nam Mô, bà đứng dậy đi qua cái nè, thẳng cái lưng lên. Cái dáng của bà nó không được chuẩn mấy thì phải tạo dáng cho đẹp, đứng thẳng lên bước ra đi nè, thẳng lên, không phải như vậy, thẳng như rồi vậy sao? Nè, ưỡn cái ngực, gãy cái lưng, dành cái mông ra, ngực tấn công, mông phòng thủ, đi giống như là hoa hậu vậy đó. Vậy hả? Đó. Ờ, giờ vậy đó, vui lại như vậy nè. Rồi ngước mặt lên. À, mỗi lần mình ngừng vậy là mình phải vậy. À, rồi. Bà tưởng tượng là bà đang đăng quang. Đó. Rồi, vậy mình hả? Mình đi là mình phải biết hy vọng. Biết đâu bà Hoa Khôi chuyến này thì sao? Không lo cái gì hết trường á. Đó, muối. Dầm mặt hoài vậy em. Sao mà cái mặt mặt dày dày cả phấn không vậy? Nó dày như là cái bánh sinh nhật mà cứ dầm hoài hả? Đạo cụ đâu? Đứng dậy đi lấy cái đạo cụ vô cho anh. Nhớ nha. Chẳng làm được cái gì hết trường à. Cái chổi đó. Rồi, dễ thương. Biển Răng hả? Hả gì mà hả? Đứng dậy. Đứng dậy cho tôi coi cái. Đó. Body thì quá chuẩn rồi. Tóc tai á, bây giờ thì đẹp hơn lần trước rồi. Sáng sủa. Nhưng mà hai cái tay trống trải quá, cầm cái gì trên tay? Đó. Thì ra lấy vô. Trời ơi là quá khổ. Cái này nè. Thạch xanh lý thông à. Cái này là cái gì vậy? Búa. À, cái búa thạch xanh á phải không? À, cái búa để chặt chằn tinh đó phải không? Thì ôi xin mà anh làm như chuyện cổ tích vậy, tôi sợ anh luôn á. Rồi, ngồi xuống. Rồi, bà Lý mặt sâu. Dạ. Bà sâu hoài hả? Bà đứng dậy tôi coi cái nè. Bà tươi tươi lên giùm tôi một chút. Bà bước ra đây. Bà xoay một vòng cho tôi coi. Bà tươi lên giùm một chút. Tươi lên. Rồi, bước ra đây. Ngước lên. Bà tươi cái mặt bà lên giùm một chút. Ngước cao cái đầu lên. Bà bắt chước bà Namo á, dảnh dảnh cái ngực lên. Đó, đi thẳng, 2, 3. Coi chừng té, trời ơi. Ôi nói té là té liền vậy đó hả, dễ sợ quá ha. Làm lại một lần nữa có thể được chưa, 2, 3. Từ từ. Bà đừng có nhìn tôi, bà nhìn ban giám khảo với khán giả chứ bà nhìn tôi làm chi. Quay lại một vòng nè. Rồi, đi lấy đạo cụ.
đi thẳng cái lưng lên một chút. Cái mặt thì đẹp, tóc thì dài, mà làm như mất hộ khẩu á. Ngồi xuống. Ra đây ý là nói nè, để xem mặt mày. Trời ơi xinh quá. Con cái nhại mà đẹp dễ sợ, không phải tự khen bạn mình đâu nha. Xinh quá đi, xinh quá đi, xinh quá đi. Con cái nhại mà đẹp dễ sợ, con mắt một câu nè, dễ thương dễ sợ. Nè, ta hy vọng mày lắm nghe chưa. Mày cầm cái gì mà cười. Rồi, đạo cụ của bà đâu? Mày để tôi lấy đạo cụ. Trời ơi. Rồi, dẫm cái mặt hoài. Chuẩn bị nè. Đứng dậy, tất cả mọi người đều đứng dậy. Biển, đứng dậy đi anh. Rồi, sẵn sàng chưa? Rồi. Sẵn sàng chiến đấu chưa? Rồi. 2, 3. Yeah. Rồi, đi xuống. Rồi, đi xuống. Tôi xin kính chào các vị quan khách đã có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Hay quá, ngon quá. Chủ vị là em á. Thưa Hồ Sinh, sau bao nhiêu ngày chờ đợi và hì hục bình chọn cho cái ô xin mà quá é đẹp quang bền thì hôm nay chúng ta hội họp ở đây để tìm ra một quán quân của mùa đầu tiên. Đúng. Và bây giờ xin mời quý vị cùng với chúng tôi điểm lại những ô xin đã lọt vào vòng chung kết. Đầu tiên á, từ đầu tiên sẽ là con tôi. Lên đây con, lên đây. Trời đất ơi, hôm nay nó mặc đồ kính tôi mừng ghê vậy đó trời. Muối thì là có duyên với biển. Đúng. Dạ, sao muối là biển? Biển ra đi con, biển con bãi đó. Ê, nó con tôi, con tôi. Má nè con. Má. Má nè. Yêu cầu quá im lặng. Con mình là mình phải tế nhỉ. Nó bự như vậy mà nó cầm muối như vậy thì được gọi là cái gì? Thạch xanh, đó là con trả lời chính xác. Thạch xanh. Ê, quên nhẹ nhẹ, nó chừng đụng đồ con. Dạ. Vỗ tay ủng hộ vỗ tay. Biển nè, khỏe đẹp nè, ngoan thì cũng có nhưng mà bền không biết có hay không. Tiếp theo sẽ là chú Nam Ô. Xin mời chú Nam Ô. Mệt không? Trời ơi, rồi chưa nhấc lưng quá, đau quá rồi nè. Rồi, chụp hình. Chụp hình đi con. Chụp đi. Anh mỏi lưng lắm không? Mỏi quá. Thì đổi kiểu khác đi. Là một ô xin tựa góc mà bởi có một bàn tay của đại gia bỗng quá thành phượng hoàng, nhưng mà cái tên thì không ai có thể quên được. Sáu mặt sầu. Đẹp quá phải không? Đẹp quá, vỗ tay đi. Và tiếp theo liền sau đây là gì ta? Tơ lụa đi. Tơ lụa, tơ tằm. Em tơ của ai vậy? Gọi tơ ra đi con. Trời đất ơi, con nhỏ đẹp dữ em.
Trời, nó bắt cắp vô giống như nhà diễn viên đoàn phim mà. Đúng rồi. Rồi, bây giờ tất cả thí sinh ra đây nhanh lên. Đi ra kìa. Thiếu Nam Ô thì mệt không thiếu Nam Ô? Dạ mệt. Trời ơi, nói là xanh đẹp nhất là hiểu rồi hả? À, đi vòng vòng, 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 đi vòng vòng. Rồi, cảm ơn các thí sinh, thật là xuất sắc. Rồi, vỗ tay ủng hộ các thí sinh đi. Xin thưa quý vị, giải quán quân đã sẵn sàng được công bố. Nhưng trước khi công bố, tôi xin phép được nói vài lời. Thưa quý vị, ông bà ta thường dạy là ra đường hỏi người già, về nhà phải hỏi ô xin. Bởi vì sao? Là bởi vì chỉ cần hỏi ô xin là biết hết, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn trong nhà. Tôi nói cho vui vậy thôi, chứ ô xin cũng rất là trung thành. Phải biết giữ gìn cho gia chủ, đó mới chính là pro ô xin. Bây giờ xin quý vị cho phép tôi mời một người lớn tuổi nhất trong đây lên nói vài lời vàng ngọc chứ. Xin mời má của biển. Tôi hả? Cô Trần à, Thiên cẩn thận con. Mời chị. Dạ tôi là má biển. Xin kính chào bà con cô bác. Thưa bà con cô bác, con của tôi là thằng biển, nó cũng là ô xin. Cho tôi nhắn đôi lời với các em đi làm ô xin là gì á? Mình đi làm á, mình phải ngoan hiền, phải dễ thương, phải trung thành với chủ, phải có duyên, phải vui vẻ, phải đẹp đẽ. Tôi nói vậy có đúng không vậy? Trời ơi, bữa nay bà con biết không, bữa nay tôi vui quá trời luôn. Vui quá không bị không? Chút xíu chờ uống ớt nè. Bữa nay tôi vui, tôi lên tôi ngồi đây. Xin lỗi bà con cô bác, tôi như nữ hoàng vậy đó. Nãy giờ tôi ngồi dưới, tôi cũng có một chú nói tôi thích nghe giọng cổ, thành ra kể là yêu cầu tôi lên đây để giúp vui một câu giọng cổ, có chịu mà. Mẹ đứng bên hiên khi sương mờ thấp thoáng, dưới hoàng hôn lặng lặng ngắm mây chiều. Tháng lại ngày qua tóc mẹ trắng thêm, mẹ nắm tay con nghẹn ngào không nguôi, nước mắt đôi dòng ràng rủa giữa lòng mi, mảnh thân gầy qua chiếc áo thu sơ, mẹ run run bước đến bên thềm, mẹ vừa hoài hai tiếng con ơi, nước mắt già nua tuôn dòng đường chảy. Dạ xin hết rồi. Dạ cảm ơn bà con cô bác à. Đỡ má xuống con. Ê, cảm ơn con. Dạ. Trời, phó tay cho má biển đi. Dạ dạ. Thưa quý vị, sau khi được ban giám khảo chấm điểm một cách công bằng, hiện giờ trên tay tôi đã có kết quả rồi.
Đầu tiên, tôi xin công bố các giải phụ trước. Thưa các quý vị, trong các điều kiện, hiền chữ hiếu phải đứng lên đầu. Giải ô xin hiếu thảo nhất, xin được phép trao cho chàng trai duy nhất của ngày hôm nay, Lê Biển. Yeah! Cảm ơn Tư. Đó, con tôi đó, con tôi. Chúc mừng con nghe. Tặng má nè. Con tặng qua má hả? Trời tặng má. Thương quá. Con lên đi má. Ừ, lên đi con ơi. Vỗ tay. Và bây giờ, giải ô xin ngoan hiền được trao cho con tôi, Tô Muối. Con ngoan hiền hả? Dạ, thế tôi cũng có giải nè. Và bây giờ tiếp theo, ô xin khỏe nhất, lịch sự nhất, làm việc cực lực nhất được trao cho chị Nam Ô. Trao hoa này đi Tư. Hay quá. Chúc mừng chị. Dạ. Vỗ tay. Và bây giờ là giải cũng rất là quan trọng đây, giải thân thiện nhất. Ô xin mà thân thiện được chủ thương. Một cô cốc mà đã biến thành phượng hoàng, nhưng đối với tất cả chúng ta, chị ấy vẫn là Lý Mặt Sầu. Một tràng pháo tay cho Lê Thị Sáu. Dạ cảm ơn chị. Dạ cảm ơn. Cảm ơn ông. Cảm ơn chị. Rồi. Rồi bây giờ tới giải quan trọng nhất. Và bây giờ là giải quán quân. Quý vị biết là ai rồi phải không? Trần Thị Thiên Tôn. Đó là Trần Thị Thiên Tôn. Xin lỗi, cô cho tôi nói vài lời được không? Tôi muốn nói vài lời với mọi người. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta có một vị khách bất ngờ. Ông anh đây xin phép có được đôi lời nhắn gửi tới chúng ta. Dạ cảm ơn. Kính thưa ông xin, tôi rất thật lòng khi dùng câu này để chào các bạn. Bởi vì trong thời gian qua, các bạn cũng đã gây cho tôi một sự bất ngờ rất lớn về người ông xin. Các bạn đã đại diện cho một thế hệ ô xin mới, năng động, trình độ và tài hoa. Đặc biệt, các bạn cũng rất bản lĩnh và tự tin, không hề mặc cảm tự ti về công việc của mình trong xã hội. Tôi là một doanh nhân và tôi thật sự ngưỡng mộ các bạn. Chào cô Thiên Tân. À không, phải gọi là Hoa Khôi Thiên Tơ mới đúng. Ông đâu muốn nói gì vậy? Tôi muốn mời cô về quản lý công việc gia đình của tôi, để tôi yên tâm dành hết thời gian và sức khỏe để phục vụ cho công việc và xã hội. Không biết cô có vui lòng đồng ý lời mời của tôi hay không ạ? Dạ, xin ông cho biết điều kiện làm việc ạ. Rất tốt. Cô được quyền quản lý tất cả công việc trong gia đình của tôi, và bản thân tôi cũng sẽ tuân theo những nội quy do cô đưa ra. Trời ơi, đáng thương. Và mức lương tôi đề nghị mỗi tháng là $2,000. $2,000? Trời ơi, $2,000. $2,000 lận. Trời ơi. Và nếu như cô chấp nhận lời đề nghị của tôi thì đây là chìa khóa. Nhận đi, nhận đi, nhận đi Tơ. Tơ nhận đi. Nhận đi, 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 nhận đi. Tôi sẽ làm ông hài lòng. Mọi người sao rồi em? Mọi người vẫn rần rần ở trọng á.
Em trốn ra để đi với anh chứ bộ. Vậy bây giờ mình đi nhậu ăn mừng lương 2.000 đô nha. Chơi luôn. Giờ nhậu gì ta? Em chọn đó. Hay là ăn cháo lòng đi. Sao em dữ vậy? Trời ơi, em có tiếng chịu chơi mà. Ok, chơi luôn. Trời. Ai để gì mỏi chết. Không biết chừng nào mình mới thức dậy mà ngày nào má cũng chế sẵn phin cà phê cho mình hết. Làm chi không biết nữa. Vậy ra hả con? Cà phê nguội rồi, để má pha ly khác cho. Không sao đâu, uống vậy được mà. Má nói bao nhiêu lần rồi, uống cà phê là phải có chút xíu đường, không nó bà bao tử chết á. Uống cà phê á, đắng á phải là đắng, ngọt phải là ngọt. Trời, đắng á bỏ đường, uống cà phê làm gì? Có nhiều đầy á, không đủ tráng bao tử, lấy đâu mà bào mòn. Ủa, ly cà phê của má đâu rồi? Ly cà phê của má tôi dẹp rồi, uống không? Tôi pha cho. Ờ thôi thôi thôi, lát má uống ly của ông thần tài. Sáng nay má mệt quá nên chưa đi mua đồ ăn sáng cho con. Con cầm 100.000 này đi ăn hủ tiếu nghe. Mệt á thì vô trong nhà đóng cửa ngủ đi. Ra đây ngồi chi á, rồi ngủ gục, rồi bị gió máy nữa. Mệt mấy thì má cũng phải ráng mở cửa ra chứ sao nghỉ được con. Muối à? Không phải là cái danh hiệu cho tôi hả? Ừ thì con không có bằng cấp nên má phải làm gì cho con dễ đi làm chứ. Bây giờ má lấy hồ sơ cá nhân của các chủ nhà ra, con cứ chọn lựa đi. Con ưng chủ nhà nào thì nói má cho con làm chỗ đó. Tôi không làm ô xin nữa được không? Tôi muốn làm nghề khác à. Nhưng mà miễn con chịu là má đồng ý với con hết á. Để tôi suy nghĩ vài ngày đã. Khi nào mà tôi muốn đi làm cái gì á, tôi nói má biết ha. Con như vậy là má được, được hết á nha. Con muốn gì cứ nói với má, má ủng hộ con. Thôi, tôi đi ăn nha. Mà khoan đã, ba tôi là ai vậy? Thôi đi. Tôi buồn miệng á, tôi hỏi chơi chứ tôi không có quan tâm đâu. Tôi đi ăn nha. Dựa vào cảm giác, mình có thể khẳng định Bảo Tuấn chính là người đàn ông năm đó của mình. Nhưng như vậy thì sao? Tình chỉ một đêm, so với 20 năm quên lãng thì có nghĩa lý gì đâu. Cho dù trong lòng mình không thể quên thì Bảo Tuấn cũng đâu có cần phải nhớ. Thế giới của mình và Bảo Tuấn cách nhau xa quá. Gặp lại nhau thì sao? Nhận ra nhau thì đã sao? Mãi mãi mình và ảnh sẽ không bao giờ có tình yêu được. Điều duy nhất của mình có thể làm là cố gắng mà quên ảnh đi, như suốt 20 mấy năm nay mình đã từng làm. Chuyện tình cảm của mình thì có thể cố mà quên, nhưng còn con mối thì sao? Chẳng thà đừng biết cha của nó là ai thì mình có thể giải thích với nó. Còn giờ đây mình đâu có thể tước đi cái quyền được nhận cha con của nó với Bảo Tuấn hay không. Bảo Tuấn ơi,
Em ước gì có thể trực tiếp hỏi anh là em phải làm sao bây giờ. Sao hôm nay mà lại hỏi như vậy? Mà thầy á, chuyện đã quá nhiều năm rồi, Kinh Long á chưa đã lớn, con cũng nên nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình đi con. Con thấy cuộc sống hiện tại của con bây giờ rất là tốt, không cần phải thay đổi gì đâu mà. Mà thầy á, nhà mình á không quả bùa thì cũng ế chồng. Con biết không, rửa thì mà không lo răng được, còn già khế á, số phần hàng tới mố á thì mà lo tới nó, không biết làm răng được. Còn đám ố á thì cũng phải tìm nơi đàng hoàng dừng vợ gả chồng cho hẳn. Con cũng nên tìm người đàng hoàng mà giả nghĩa đi con. Có rửa thì mà mới yên tâm mà nhắm mắt. Mà ơi, trách nhiệm của tụi con là phụng dưỡng cho mà, chứ đâu có để mà phải lo lắng cho tụi con cả cuộc đời như vậy. Tụi con lớn hết cả rồi mà đừng có lo nữa. Chỉ có điều giống như mẹ nói, Nam Ô thiệt thòi với nhà mình đã quá nhiều, con thấy rất tội nghiệp. Mà hãy quan tâm tới Nam Ô nhiều hơn nữa nha mẹ. Mà biết Nam Ô đang gặp cú sốc vì tình cảm, thôi từ từ, từ từ, để hắn nguôi ngoai rồi mà nói chuyện về hắn, mà lo cho con thôi. Mà ơi, mà ơi, răng mà rửa. Mà ơi, răng mà rửa. Ghê lắm. Trời ơi, chưa thấy người mà đã ồn ào với rửa, cái chí mà sẵn sợ mà rần rần với rửa con. Nè, con Nam Ô hẳn đoạt giải Ô Xin, ngoan khỏe đẹp bền. Mẹ mẹ xem đi. Ôi cháu, khờ như hẳn mà cũng đoạt giải, giải này giải nò, rửa là giỏi quá. Ôi cháu, răng mà hẳn không mở miệng để cả nhà mình mừng hè. Mà ngộ, hẳn khỏe là đúng rồi. Hẳn mà được xinh đẹp rồi, rồi sang trọng như con mà mới nhảy lên như rửa. Dạ Khê à, Nam Ô tuy không phải là do mạ sinh ra, nhưng mà nó lớn lên cùng anh em mình từ nhỏ tới lớn ở đây. Cô đừng có ăn nói cay đắng như vậy, Nam Ô nghe được sẽ không vui đó. Mà từ bây giờ hẳn đoạt giải như rửa, hẳn lồng lên như con ngựa thượng tử, con chịu mô. Mà chị, Con không chịu thua hẳn mô. Nè, con đi mô rửa. Con đi đăng ký dự thi Ô Xín đi chứ. Cuộc thi đã diễn ra rồi, Nam Ô đã đoạt giải rồi, bây giờ cô đi đăng ký thi với ai? Rồi thì em đăng ký cho năm tới, em dứt khoát là em phải đoạt được giải hoa hậu. Mà con mà làm được hoa hậu là có như anh Phiên và bao nhiêu đàn ông đứng sắp hàng sắp hàng sắp hàng tha hồ với con lựa chọn. Thôi thôi thôi, được rồi, bây giờ ngồi xuống đây nói chuyện cho nghe này. Con không được trả lời, con phải lắng nghe mẹ nói, hiểu chưa? Cuộc thi Ô Xín á, người ta tổ chức hàng năm đúng không? Năm ni xong rồi nè, thì sang năm tới á, người ta mới tổ chức nữa. Không phải như là lớp học Anh Văn, mà con muốn đăng ký khi mô cũng được, đúng chưa? Còn nữa, vì là cuộc thi dành cho Ô Xin, cho nên con á, phải là Ô Xin thì mới đăng ký được. Mà thấy như gì, bây giờ á, con cứ ở nhà, con làm Ô Xin cho mà đi. Rồi sang năm mà cấp chạy chứng nhận cho con, hiểu chưa? Mà rửa con làm Ô Xin thì Nam Ô hằng làm cái chí? Làm cái chí à? Ừ, hằng làm Ô Xin cho con. Ô Xin của Ô Xin, hiểu chưa? Rửa đi con chịu. Rửa thì chịu. Trời ơi, nè, đây là thằng Biển nè, nó có hiếu dữ lắm. Từ ngoài quê vô đây á, tứ cố vô thân, mỗi ngày á cõng mẹ đi làm Ô Xin lấy tiền trị bệnh cho mẹ. Thấy thương nó lắm. Phin cũng thương nó nữa. Hay là Nam Ô cho Phin gửi tiền để giúp mẹ con của Biển nha. Ồ, nó không lấy đâu. Hai mẹ con nó nghèo nhưng mà có lòng tự trọng,
Còn đây nè, đây là con muối nè, con của chị Củ Quyền đó. Con nhỏ này á, được đoạt giải á, là nhờ người ta nể mặt mẹ nó thôi, chứ nó là bí dữ lắm. Còn con nhỏ này là nhỏ nào mà đẹp quá vậy ta? Nhỏ nào vậy ta? Nhỏ này nè. Dễ thương hả? Ừ, dễ thương. Tôi đó, Nam Ô á, dễ thương à? Dễ thương. Nè, dễ thương mà thương có dễ đâu nghe. À, thương không có dễ là dê có thưởng á. Quỷ à? Ghét. Công việc thì vẫn là công việc, nhưng mà chơi thì phải chơi hết mình. À, tôi có một mối hàng rất là ngon, tính bàn với mấy ông góp vốn đầu tư. Ừ, không biết ý mấy ông thế nào. Ok, ai chứ ông Biếu á thì tôi không băn khoăn. Tôi cũng mới họp cổ đông xong, hợp đồng bữa trước ông ký với tôi á sẽ được gia hạn thêm, ông thấy thế nào? Ồ, vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nha. Chỉ cần thuê một oxy nổi tiếng mà danh tiếng của anh bây giờ nổi như cồn. Sáng nay đi đâu cũng nghe mọi người nhắc tới tên của anh. Lần này anh đầu tư một mà lấy vốn 100 đó nghe anh. Ai thích đi siêu xe thì cứ đi, ai muốn cặp chân dài thì cứ cặp. Tôi chỉ cần mướn một oxy nổi tiếng. Mỗi người đều có cách kinh doanh riêng của mình mà anh Thành. 100 con Audi, cặp 100 cô em chân dài, cũng không nổi tiếng bằng oxy tơ nhà anh. Và bây giờ cả giới doanh nhân ai cũng ngạc nhiên trước GBA này của anh hết á. Tiếc chỉ có một oxy tơ mà bị anh vớt trước rồi. Cô tơ sẽ chính thức làm oxy cho gia đình của chúng tôi. Từ bây giờ trở đi, những hình ảnh quảng cáo của công ty đều tập trung khai thác hình ảnh của cô tơ. Mọi người hiểu không? Anh cho em hỏi chút, cô tơ là Oxin, còn nhãn hàng của chúng ta là nhãn hàng cao cấp, cả hai đâu có liên quan gì đến nhau đâu anh. Nếu sử dụng hình ảnh của cô tơ, em sợ người tiêu dùng sẽ không chấp nhận. Ý là em giải thích cho họ hiểu giùm anh đi. Dạ, tơ là Oxin, mà lương của tơ hiện tại là 2,000 đô một tháng. Thì bây giờ các bạn thử so sánh lương của tơ cao gấp bao nhiêu lần lương của các bạn. Đúng vậy. Em thấy thông tin này trên báo, nhưng cứ tưởng là tin đồn. Bây giờ có giám đốc của các bạn ở đây rồi, thì chắc chắn các bạn không coi đây là tin đồn nữa. Tơ chỉ là Oxin, nhưng tơ có thể làm cho tất cả các báo mạng và lần báo chính thống đồng loạt đưa tin trong ngày hôm nay. Cả nước sẽ biết đến thông tin về tơ trong ngày hôm nay. Với những thông tin về tơ rất tốt, các bạn là những nhân viên quan trọng của công ty. Thử hỏi bao nhiêu năm qua các bạn đã làm được những gì đủ sức để đưa công ty đi lên và giữ vững thương hiệu không? Đó là lý do các bạn phải cần khai thác thế mạnh công ty của các bạn, những cái điều mà ông chủ các bạn đưa ra. Bây giờ các bạn hiểu mình cần làm gì rồi, phải không? Dạ. Dạ hiểu. Thôi, mấy anh em mình đi ăn đi. Dạ anh, dạ. Đi tơ. Ừ. Trời ơi, phải không đây? Thời buổi gì vậy trời? Lương oxy mà còn cao gấp mấy lần lương của tụi mình. Ừ, chắc ngày mai tôi đi làm oxy luôn quá. Ừ, thôi làm việc đi. Làm việc tiếp đi. Dạ chào anh chị, cho em gửi. Sao cha này gọi hoài hả? Alo. Dạ đúng rồi anh. À vậy hả? Em đang đi ăn trưa với mấy người bạn bàn công việc. Để em nhắn cho anh địa chỉ, nhưng mà em chỉ dành cho anh 5 phút thôi nha. Ok. Nhắn địa chỉ cho thằng cha này cái đã, gọi cho tơ, trả tim tơ hoài. Ừ. Anh có kiêng cử dầu mỡ không anh Biếu? Chỉ hạn chế thôi, chứ anh không kiêng cử gì hết. Để em gọi mấy món rau củ á, cho dễ ăn ha. Ừ. Em á, em cho vậy nè. Đây ha, 1, 2. Dạ. Dưới đây. Dạ. Vậy ừ. Ha. Cảm ơn. Dạ.
gì vậy? Tớ anh Bí muốn mời mày làm quản lý cho công ty của anh. Anh có con tơ là đủ rồi. Mời em về làm gì nữa cho tốn tiền. Nè, nhưng mà con nhỏ tơ không có đạo diễn ý lạ thì cũng không làm được gì đâu. Đây, đây mới là nhân vật trong thành công của bé tơ. Coi chừng anh làm to đó anh ơi. Nè, nghĩ sao mà nói ra câu đó vậy? Ảnh kinh doanh bao nhiêu năm trên thương trường, kinh nghiệm dày dặn lắm đó, không có làm người đâu. Nhưng mà lần này anh thực sự nhìn làm người rồi. Anh không thể nào tưởng tượng được em có thể đọc được chính xác những gì đang suy nghĩ trong đầu của anh. Anh phục em rồi đó tơ ơi. Còn giữ ý định mời em làm quản lý nữa không? Nè, nếu mà mày thật sự muốn làm quản lý á, thì sẽ không hỏi ông chủ với thái độ ở đâu nha. Cấm chơi giận mặt bạn bè nghe mày. Hai đứa làm cho anh cực kỳ ngạc nhiên và thú vị. À không, anh xin lỗi. Nhưng mà bỗng nhiên anh thấy hai đứa thân thiết như anh em trong nhà, cho nên anh mới xưng hô như vậy. Hai em cho phép anh chứ? Không sao đâu anh. Ok, cảm ơn em. Dạ, quyết định vậy đi anh. Rồi, cảm ơn hai em. Ý là kêu món ngon thật đó, rất hấp dẫn. Cảm ơn em. Đây. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn chị Dung. Rồi, cảm ơn em. Dạ chào. Chào. À, anh là chủ nhiệm phim mà mới gọi cho Tơ đấy phải không? Dạ đúng rồi ạ. Tôi là chủ nhiệm của bộ phim Ocean Nổi Loạn. Nhà sản xuất muốn mời cô Tơ đóng vai nữ chính cho bộ phim của chúng tôi. Tơ, để ý là giới thiệu cho. Xin lỗi anh, tôi là quản lý của Tơ. Dạ. Nhưng mà không có nghĩa tôi là người có quyền quyết định mọi việc. Dạ. Anh nói chuyện trực tiếp với Tơ đi. Dạ, cảm ơn anh. Anh rất mong được hợp tác với em. Đây là một vai rất là hay và rất là cá tính. Chắc chắn sẽ là một vai để đời cho em đó. Dạ, em cảm ơn lời mời của anh và nhà sản xuất nhiều lắm. Nhưng mà em muốn toàn tâm toàn ý cho công việc Ocean. Chắc là nhờ anh giúp em chuyển lời xin lỗi đến nhà sản xuất nha. Em có cần thời gian để suy nghĩ không? Đây là một cơ hội lớn để em tiến thân vào showbiz. Đẳng cấp của em trong xã hội sẽ khác hẳn đó. Em biết chuyện đó, nhưng mà em đã chọn nghề Ocean để kiếm sống rồi. Và nếu có thể thì em cũng muốn cống hiến cho xã hội nữa. Showbiz á, không có phải là môi trường hợp với em, không phải là nơi thích hợp để em làm việc. Anh thông cảm giùm em nha. Tiếc quá. Vậy thôi, chào em. Chào hai anh. Chào. Chủ nhiệm nè. Dạ. Mai mốt có vai nào hay hay mà hợp với tôi á, mời giùm nha. Anh vừa tính quá. Ăn đi, đói bụng quá à. Rồi xin mời. Dạ, em mời anh ạ. Mời em. Ăn đi em. Dạ. Đây. Hình như anh đã lờ mờ đoán ra được trò chơi của hai đứa rồi đó. Biết thì để bụng, làm ơn đừng nói ra nha. Đồng ý, ok, không nói ra. Nhưng anh muốn tham gia, được chứ? Anh suy nghĩ kỹ chưa vậy? Thì em càng nổi tiếng, công ty anh càng có lợi hơn. Đã lâu rồi anh không có trò chơi nào mới, ngoài đánh gôn và nhậu nhẹt thôi. Nhưng mà lần này anh sẽ cho hai đứa thấy anh Biếu này là một người biết chơi. Vậy thì mời anh ra tay chứ còn chơi gì nữa. Tụi em làm vẫn chưa đủ đô. Để cho anh, anh sẽ làm mạnh tay hơn. Chờ đó đi nha. Chị Tơ nè, tôi muốn mời chị làm vedette biểu diễn thời trang cho công ty tôi. Con đi mẹ. Thôi con đi đi, ráng nghe con. Dạ. Con đi nha mẹ. Đi đi con. Đi mạnh giỏi nghe con. Đi đi con. Đây,
Anh xem thử cô Hồ Thị Bích Ngọc nè. Ô xin á thì chỗ em đông như quân nguyên, nhưng mà mấy anh đòi cao quá à, vừa giỏi vừa đẹp vừa có danh hiệu. Như con tơ là em thua rồi đó. Hay là mấy anh mướn con muối được không? Nó cũng có danh hiệu á, nó cũng có danh hiệu Ô xin ngoan hiền được không anh? Tôi chỉ muốn hợp đồng với Ô xin tơ mà thôi. Cho biết Ô xin tơ do bà chị quản lý. Dạ. Cho nên tôi mới tìm cách gặp chị. Còn tiền hoa hồng thì không thành vấn đề. Tôi cũng vậy đó, tôi chỉ muốn Ô xin tơ thôi. Tiền thì em cũng ham, nhưng khổ nổi ở trên đời chỉ có mỗi con tơ thôi à. Coi như là cái này em nuốt không có trôi rồi đó. Thông cảm cho em được không anh? Bích Ngọc hả? Rồi, bây giờ em về nghỉ nha. Khi nào có việc chị sẽ gọi. Dạ. Cho con gửi. Rồi, cảm ơn em đi ha. Mời chị ngồi. Dạ. Nguyễn Thị Trâm hả? Dạ. Muốn đi làm ô xin à? Dạ. Thì phải có chủ mướn mới được nghe. Ừ. Bây giờ ô xin xếp hàng hàng lớp lớp. Ừ. Mà không có ai mướn là tôi cũng bó tay luôn á. Thôi chị về đi. Dạ cảm ơn. Khi nào có gì tôi thông báo với chị ha. Dạ, dạ tôi về. Chào chị. Dạ tôi về. Chào cậu hai. Ừ à, Vũ nè. Dạ. Tôi có chuyện muốn nhờ Vũ. Anh biếu bạn của tôi có nhờ tôi tổ chức party mừng con tơ đoạt giải, mà tôi bận việc không tham gia được, trong khi đó mà lại không được khỏe. Vì vậy tôi nhờ Vũ lo chuẩn bị đồ ăn thức uống cho họ nha. Trời ơi cậu hai yên tâm, chuyện nhỏ mà tôi lo được. Vậy thì tôi cảm ơn Vũ ha. Tôi đi nha. Cậu hai, cậu không có ở nhà, tôi lại lo chuyện khác. Chuyện gì vậy Vũ? Trời ơi, tiệc tùng mà không có cậu, tôi sợ ok, cổ quậy. Chuyện này thì Vũ yên tâm, tôi đã dặn ok rồi. Cổ mà quậy á, tôi sẽ đuổi cổ ra khỏi nhà luôn đó. Dạ, vậy thì tôi yên tâm rồi. Ừ, dạ, cậu hai đi làm. Đổ đỡn thấy phần đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chúng, phụ phàng chí bảy hỏa công, ngày sánh mòn mọi mã hồng phối pha, sống mà làm vợ khắp người ta, khéo tay dễ xuống làm ba không chồng. Tôi cũng chưa định lên sàn đâu, nhưng mà tớ nói là sắp tới phải mở rộng thị trường nước ngoài, không lên sàn sẽ bị mất nhiều ưu thế. Tôi thấy phân tích cũng hợp lý. Tôi mà có ô xin như vậy á thì phải bảo là dừng lời răm rắp đó chứ. Vậy thì quá tốt. Sao không bắt chước anh biếu mướn một ô xin về? Ô xin đa chức năng mà, ông chủ được lời đủ đường đó nghe. Hai anh đừng có xem ô xin như là đồ vật trong nhà bếp, rồi muốn làm gì thì làm. Nếu không hiểu nghề ô xin và tôn trọng ô xin thì hai anh sẽ không bao giờ thuê được một ô xin tốt và trung thành như tôi đâu. Ô xin thì muôn đời vẫn là ô xin. Ô xin mà xinh đẹp nổi tiếng thì ông chủ được nhờ, như vậy thì được trả lương cao thôi. Chạy đâu cho thoát vòng tay của ông chủ chứ.
Không phải ông chủ nào cũng suy nghĩ như anh đâu. Tôi và vợ con tôi đều xem Tơ như là một thành viên trong gia đình. Chúng tôi có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Tôi nể anh á vì dám nghĩ dám làm. Chỉ cần thuê một cô ô xin nổi tiếng mà Tiến Tâm tự đến với anh. Tôi tên anh, thật sự tôn trọng ô xin của mình. Nếu chỉ tôn trọng thì tại sao lại giấu kín dãnh biếu? Anh phải cho mọi người được chiêm ngưỡng chứ. Được rồi, hai anh sẽ được như ý thôi. Xin mời. 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 À. Em đừng có nóng vội. Mình cứ vào trong trước đi. Xin chào tất cả mọi người. Đây. Mời. Xin mời. Xin mời. Dạ. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Mời tất cả mọi người. Mời anh. Anh ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây với anh Cảnh hả? Cả hai đều là bạn của anh. Có đi chung với nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà. Nhưng mà anh sẽ thấy không bình thường khi biết rằng toàn bộ số hàng tôi thường giao cho công ty anh bây giờ đã về công ty anh Cảnh với giá rất là rẻ. Nếu vậy thì phải chúc mừng anh bạn của tôi rồi. Chúc hai người có một buổi tối thật là thú vị nha. Dạ xin mời. Dạ xin mời cô. Mời. Mời chú. Dạ. Mời. Mời. Nhận quán đẹp thiệt. Dạ. Dạ con xin mời. Xin mời hai cháu. Dạ con cảm ơn. Mình qua kia ha. Đẹp đôi quá. Đúng rồi đó anh. Dạ xin mời. Anh thấy bộ dạ, dạng của nó không? Mời anh. Em bình tĩnh. Xin mời. Dạ. Bây giờ hai anh cứ chờ ở đây. Tôi đưa Tơ tới giới thiệu cho mấy anh. Rồi. Chờ tôi một chút nha. Xin lỗi, tôi có thể mượn Tơ một chút được không? Mấy ông bạn của tôi sẽ không bỏ qua cho tôi nếu như tôi không chịu giới thiệu cô ô xin xinh đẹp cho họ nhìn mặt. Em cứ đi qua chào mọi người đi. Hôm nay em chính là nhân vật chính đó. Anh chờ em một chút nha. Ừ. Cảm ơn, làm phiền. À, xin mời. Đây mời. Người mà các ông muốn gặp đã tới rồi. Xin giới thiệu cô Tơ, cô ô xin xinh đẹp của tôi. Em nè, nếu mà anh Biếu đối xử không tốt với em thì hãy sang ký hợp đồng với tôi nha. Nè, bộ ông định chia rẽ nội bộ của tôi hay sao vậy? Cho ông biết nha, đợi tới lúc đó còn dài lắm đó. Chờ đi. Dạ em xin phép ạ. Cảm ơn em, không làm phiền em nữa. Rồi. Nãy giờ anh chờ em có lâu không? Em lấy đồ ăn cho anh nè. Ừ. Ăn chung đi, em cũng chưa ăn gì mà. Ừ. Hãy lắng nghe lời tôi sắp nói về con ô xin tơ này đây. Anh, hôm nay anh Thơ đến đây để làm điều này. Anh cứ để cho chị nói đi. Dù sao cũng phải đối diện nhau một lần trước công chúng mà. Mọi người ơi, mọi người hãy lắng nghe chị anh Thơ phát biểu đi. Có ông chủ của Tơ và mọi người ở đây, tôi muốn cho mọi người biết
đằng sau vẻ sang trọng và lộng lẫy. Đó là tâm địa xấu xa của một con ô xin đi giật chồng tôi mà thôi. Mà người thật ra làm sao? Cô Tơ ơi, có đúng vậy không cô Tơ? Cô Tơ trả lời đi. Sự thật là sao vậy? Lời tố cáo vừa rồi có phải là sự thật không? Để nói chuyện chưa? Cô nói đi cô Tơ. Nếu em là người ngay thẳng thì trước mặt mọi người cứ trả lời thật. Tôi là người thật thà, tôi không bao giờ nói láo hết. Em có muốn nói láo cũng không được đâu. Bởi vì anh có thể gọi điện mời ba em đến đây để làm chứng cho lời nói của em. Bây giờ, và đồng thời cũng làm cho tớ đau khổ rất nhiều. Và tôi là người trong cuộc. Bây giờ mọi người có muốn nghe sự thật trước mặt ba đương sự này hay không? Tớ, em lên đây với anh. Thưa tất cả mọi người, trước đây tôi và Tơ tình cờ gặp nhau trên đường phố. Và do hiểu lầm nên chúng tôi đã đánh nhau và cãi nhau rất dữ dội. Và sau đó Tơ tình cờ đến công ty của tôi xin làm nhân viên bán hàng. Tôi nhận Tơ làm nhân viên, nhưng cô anh Thơ đã xuất hiện và không chấp nhận cho Tơ vào làm việc. Và do hoàn cảnh gia đình, Tơ không thể nào làm việc ở công ty khác mà nộp đơn cho một công ty giới thiệu oxy. Cũng vào lúc đó, nhà tôi đang cần người giúp việc, cho nên quản gia của tôi là Vũ Namo đến trung tâm tuyển người. Và chính Vũ Namo đã chọn Tơ về làm giúp việc cho gia đình tôi. Không đúng, là nó muốn tìm cách tiếp cận anh nên mới về nhà anh làm oxin đó. Cả tôi và Tơ đều bất ngờ khi gặp lại nhau. Và tôi biết Tơ có khả năng kinh doanh, cho nên tôi đã mời Tơ về công ty của tôi làm việc. Nhưng mà Tơ bắt đầu thích công việc oxin nên đã từ chối. Và từ đó chúng tôi đã trở thành bạn bè và có thể nói với nhau bất kỳ những chuyện gì trên đời này. Nói láo. Rồi sau đó cô anh Thơ đến nhà tôi để làm khó và nhiều lần vu oan giá họa cho Tơ. Cuối cùng Tơ vì không muốn tôi khó xử nên đã xin nghỉ việc. Nhưng lúc đó mọi người có biết không, cô anh Thơ đây vẫn không tha cho Tơ nên đã tung tin Tơ giật chồng của cô ta và tạo nên một nghi án xôn xao mà mọi người đã biết. Tôi chia tay anh Thơ bởi vì không thể cưới một người vợ có tính tình như vậy được. Và mọi việc xảy ra đều không liên quan gì đến Tơ cả. Trong những ngày đã buồn nhất, chúng tôi đã ở bên nhau. Và tôi biết rằng mình đã thật sự yêu Tơ. Chỉ có điều đến bây giờ, Tơ vẫn đối với tôi thân hơn mức tình bạn một chút, mà chưa chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Mấy người đừng có nghe lời của tụi nó. Tụi nó là đôi dáng phu giáp phụ đó. Anh Cảnh. Anh Cảnh, anh hứa giúp em hạ gục tụi nó mà. Anh làm đi, giúp em đi. Anh muốn gì em cũng chịu hết á. Chị anh Thơ à, tên Nam Ô có nghĩa là gì vậy? Phim tra trong từ điển tiếng Việt hoài à, mà không hiểu. Tôi nghe mẹ tôi nói làng hồi nhỏ tôi ở là Nam Ô, là do mẹ thấy cái tên đó dễ thương nên đặt tên tôi là Nam Ô. Hèn gì cái tên Nam Ô nghe nó thơ mộng gì đâu á, nghe cái là yêu liền à. Nguy, xạo quá. Thiệt, Phim nói thiệt lòng á. Trời ơi, tôi không hiểu anh nói gì hết trơn á. Thôi tắt máy đi ngủ nha. Sao Nam Ô ngủ sớm quá vậy? Không thích coi tivi à? Thích chứ.
Nhưng mà ngày nào cũng phải dậy sớm làm việc. Nếu mà coi phim á thì ngủ trễ, sáng dậy sao nổi. Thì Nam Ô cứ qua đây coi phim với Phin nè. Phin sẽ không bắt Nam Ô dậy sớm đâu. Chú Duyên, tự nhiên ta con gái tự nhiên biểu ở bển, cho ta mang tiếng hả trời. Mang tiếng hả? Thì mình không có làm chuyện gì thì đâu có ai biết gì đâu mà mang tiếng. Tôi nói mang tiếng là ảnh hưởng danh dự con gái của tôi nè, hiểu chưa? À, thì ra là vậy. Thôi ha, ngủ nha. Phiên ngủ không được. Sao ngủ không được? Tại vì Phiên nhớ Nam Ô. Đi. Tự nhiên cái người dân kẻ lạ cái nhớ ta là sao? Ai cần ai mượn. Phiên nói thiệt à? Với lại Phiên đói bụng lắm. Nam Ô hôm qua nấu ăn cho Phiên gì hết á. Phiên đói bụng quá à. Hết bệnh đi rồi tự đi mua đồ ăn. Ai biểu không mua chi cho đói bụng. Phiên chỉ thích ăn đồ ăn của Nam Ô nấu thôi hà. Thôi xạo quá à. Phiên nói thiệt mà. Phiên thề luôn á, suốt cuộc đời này Phiên chỉ muốn ăn đồ ăn của Nam Ô nấu thôi. Thôi đừng có xạo, đừng có ghẹo tôi. Nói thiệt mà. Vậy hả? Sao không xạo không ơi? Trời ơi, Phiên nói thiệt mà. Thiệt không? Làm rắn hè. Làm rắn mà thoát ra được hè. Trời ơi. Trời ơi. Trời đất ơi, tối rồi mà nói tới là tới thiệt hả? Những gì Phiên nói với Nam Ô đều là thiệt mà. Sao vô được hay vậy? Có ai thấy không? Phiên trèo tường vô, đảm bảo không ai thấy đâu. Phiên cứ mua đồ cho Nam Ô ăn nè. Ghét quá à. Tối khuya mà còn mua bánh nữa. Nam Ô ăn đi. Nè, hai đứa ăn chung nha. Quài, con quài đang leo cửa sổ trên đầu Phiên kìa. Ok luôn, chạy đi, chạy đi. Trời ơi, ok mà phát hiện là chết liền. Chạy đi, chạy đi. Chạy, chạy kịp đâu. Kiếm chỗ nào trốn, lẹ lên, lẹ lên. Đóng cửa. Cảm
Chờ Nam ôm chút xíu nè.